Ngủ mà. Đang ngủ mà. Hai miếng gà sốt mật ong và hai miếng gà giòn cay. Để mẹ lấy đĩa ra nha, mẹ lấy đĩa bỏ ra. Các bạn ơi, đây là phần gà rán và khoai tây chiên với hamburger mẹ Dương vừa mới gọi cho hai em ăn. Và cả mẹ Dương ăn nữa, hai em chỉ là ăn phụ thôi. Còn chủ yếu là mẹ Dương với lại bố Thịnh ăn thôi mà. Ruby, bây giờ Ruby ăn cái này nha. Dạ vâng ạ. Đây mẹ sẽ bẻ cho. Và Ruby ăn cái đùi đi, cho em mấy cánh. Dạ vâng ạ. Đây của Vani nè, Vani. Đây Vani ăn cái nhỏ nè. Ăn nhỏ. Rồi. Cánh tương cà. Ngon quá mẹ ơi. Các bạn ơi, đây là gà sốt với lại mật ong. Còn đây là tương ớt. Rồi, hai em ăn đi. Ngon lắm. Đây là hamburger. Các bạn nhìn coi trong cái hamburger này nó gì nha. Các bạn ơi, đây là hamburger nè. Ở trong mẹ Dương gọi là hamburger tôm. Ở đây là tôm người ta xay nhuyễn ra. Tâm chú mẹ ơi. Tâm bơ ơi. Tâm em à. Con ăn này. Của em hả? Để chấm cho bố một miếng là bố thèm quá, nhìn bố thèm quá. Thôi uống nước. Em bên đi không biết ăn đâu. Hai con vệ không à? Hôm nay bố quay phim cũng có phần nữa à? Nhìn bố ăn ngon quá Ruby ha. Cái má đùi.
Ăn súp ông ơi. Ông, súp ông, súp ông. Súp mật ong. Súp mật ong. Súp ông. Là đi tống đầy mồm mình lát nữa là có nốt cái hàng nhà ra. Ừ. Rồi em ăn đi. Tôi. Em. Ừ. Làm gà viên cho con ăn đây. Ngon không? Ngon. Thế hôm nào bà nội vào kêu bà nội làm cho con ăn nữa nha. Dạ. Buổi trưa. Ờ, buổi trưa bà làm cho con ăn đúng không? Thế con nhớ bà không? Con nhớ. Thế muốn ra Hải Phòng chơi không? Dạ có ạ. Em ơi. Em Phúc với em An đúng không? Anh em. Ừ. Mẹ xíu nào. Bố ăn đi. Ăn tiếp, ta kêu bố ăn tiếp đi. Bố đi. Bạn đi nói gì? Bạn đi chưa biết nói. Bạn đi nói nhiều quá. Để xem mình không qua bàn đi. Dừng cuộc chơi. Hai chị em chơi nha. Ừ, hai chị em cứ ăn đi. Chị đi. Không. Chào bài các bạn đi. Bye bye. Đâu quay hai chị ngồi gần nhau quay bye nào. Tôi đang ngồi gần em đâu. Chờ em.